Ngày 17 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên họp kỳ thứ 52, đồng chí Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh và Đảng bộ xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Chi ủy Chi bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nhiệm kỳ 2020-2023 và các đồng chí Phan Tiến Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc, Nguyễn Anh Đức, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách và một số đảng viên có liên quan đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện không đúng quy định về đấu thầu, mua sắm vật tư sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định và văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí Phan Tiến Sơn và đồng chí Nguyễn Anh Đức. Đối với Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh nhiệm kỳ 2020-2022 và các đồng chí Nguyễn Tiến Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng, Đỗ Cao Công, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Văn phòng, Nguyễn Gia Ban, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Kim Động, nguyên Chi ủy viên Chi bộ Địa chính, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Khói Châu, Cáp Quang Tuyến, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Khói Châu, nguyên Phó Bí thư Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hưng Yên. Các đồng chí kể trên đã vi phạm trong quản lý giáo dục cán bộ đảng viên, viên chức, thiếu kiểm tra đôn đốc, không phát hiện kịp thời để xảy ra tham nhũng tiêu cực, vi phạm pháp luật tại đơn vị trực tiếp phụ trách có liên quan đến bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh và văn bản kiến nghị của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí Nguyễn Tiến Huy, Đỗ Cao Công, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo các đồng chí Nguyễn Gia Ban, Cáp Quang Tuyến. Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Phú nhiệm kỳ 2010-2015 và các đồng chí Hoàng Hữu Hải, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Nguyễn Văn Thanh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Hoàng Hữu Hùng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phùng Đình Xoan, Đảng ủy viên, công chức tư pháp, hộ tịch xã, nguyên công chức địa chính, xây dựng xã. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, các đồng chí trên đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai và thực hiện không đúng quy định trong việc thẩm định, xác nhận đề nghị cấp một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2012-2013 liên quan đến khu đất trường HT2 tại địa bàn xã Yên Phú. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và thời hiệu kỷ luật, căn cứ quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định không thi hành kỷ luật Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Phú nhiệm kỳ 2010-2015 và các đảng viên nêu trên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra nghiêm túc, kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.